được xây dựng từ năm 2001 đến nay với mục đích phục vụ việc học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên, giảng viên. Hiện nay gồm có một kho sách, một phòng đọc có hơn 100 chỗ, một phòng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên với hơn 15.000 quyển, bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng dùng chung. Thời gian mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần với không gian rộng rãi, thoáng mát hơn 100 chỗ ngồi. Học sinh, sinh viên có thể học theo nhóm hoặc tự học riêng. Kết hợp với hệ thống wifi miễn phí, các bạn có thể mang theo laptop đến phòng học để tự học tập và nghiên cứu. Thư viện có quy định mượn trả rõ ràng và ưu tiên tối đa cho học sinh, sinh viên, mỗi lần được 3 tài liệu. Thời gian mượn trong vòng 1 tuần. Nếu có nhu cầu tham khảo thêm thì các bạn có thể gia hạn thêm 1 tuần nữa. Cùng với sự phát triển của nhà trường, thư viện ngày càng hiện đại hơn, tạo nên môi trường học tập thân thiện cho học sinh, sinh viên. Cô sẽ giới thiệu cho em một quyển sách rất là hay. Đây cô giới thiệu với em nha, quyển sách Đồng Tháp hướng về biển đảo của Tổ quốc. Đây là quyển sách do Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp xuất bản năm 2011. Đây là quyển sách ảnh đó em. Em có biết sách ảnh là gì không? Dạ, sách ảnh là sách thể hiện nội dung của hình ảnh đúng không cô? Ừ, rất chính xác. Ở phần đầu quyển sách đó, em sẽ nhìn thấy những chứng cứ rằng đó, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam mình từ rất là lâu rồi. Qua các hình ảnh tiếp theo, em sẽ nhìn thấy cuộc sống của các chiến sĩ ở nơi đây như thế nào. Họ sinh sống, làm việc ra sao. Rồi cả cuộc sống của những người dân nơi đây, họ trồng trọt, chăn nuôi như thế nào. Và em có biết hoa biển là gì không? Dạ không. Vậy thì em hãy tìm hiểu trong quyển sách này nha. Trả lời cho cô biết hoa biển là gì. Đặc biệt là ở phần cuối quyển sách, đó, mình sẽ thấy hình ảnh tư liệu về hoạt động thăm viếng của các cán bộ tỉnh Đồng Tháp mình trên nơi đây đó em. Giờ em hãy mang quyển sách này về tìm hiểu thêm ha. Dạ, em cảm ơn cô. Cũng như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Đúng như vậy, nước ta có bờ biển trải dài trên 3.000 km, có trên 4.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Chính vì thế, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia. Điều này đã được khẳng định trong các tuyên ngôn độc lập Nam Quốc Sơn Hà thời Tiền Lê Lý, Bình Ngô Đại Cáo thời Hậu Lê, tuyên ngôn độc lập năm 1945 và trong các hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Và để phát huy ý thức chủ quyền biển đảo, Thư viện Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trân trọng gửi đến quý bạn đọc tác phẩm Đồng Tháp hướng về biển đảo của Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam không chỉ có vị trí chiến lược rất quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, mà còn là nguồn cảm hứng vô hạn cho các nhà văn, nghệ sĩ sáng tác. Sau những lần tác nghiệp tại nhiều vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là tại quần đảo Trường Sa, các nhà báo, các nhiếp ảnh gia và các tác giả trong tỉnh Đồng Tháp đã lưu lại những bức ảnh cảm động, trung thực và phong phú về thiên nhiên, đất nước, con người nơi biển đảo, cũng như tấm lòng của người dân Đồng Tháp hướng về biển đảo. Tập sách ảnh với độ dày 144 trang, khổ 19x23cm, giới thiệu 190 hình ảnh về thiên nhiên, đất nước, con người nơi quần đảo Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quý, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối được Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tập hợp tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm và đã được phát hành vào đầu tháng 10 năm 2011 với gần 1.000 cuốn. Song song đó, tác phẩm còn ghi lại những hình ảnh của các cơ quan ban ngành trên địa bàn Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo như biểu diễn các đêm văn nghệ hướng về biển đảo, lãnh đạo, nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh đi thăm Trường Sa, thể hiện được tình cảm của người dân Đồng Tháp hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tập ảnh nhằm khơi gợi tình yêu biển đảo đối với các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hiểu biết về biển, đảo, quê hương, thấu hiểu những dấu ấn của biển đảo trong lịch sử văn hóa Việt Nam, cũng như nhận thức được vai trò, vị trí và ý nghĩa của biển đảo trong thực tế lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Không chỉ là tri thức cần thiết mà còn là nghĩa vụ, làm trang cho các thế hệ trong quá trình khai thác, gìn giữ và bảo vệ biển đảo quê hương.
đưa Việt Nam nhanh chóng đỉnh đạt hội nhập vào cộng đồng khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay.